Dành cho Thùy Linh một tràng pháo tay lớn hơn nữa được không ạ? Cảm ơn rất nhiều những tình cảm yêu thương của đại gia đình đã cùng dành tặng cho các ca sĩ trên sân khấu buổi tối ngày hôm nay. Và ngay lúc này một lần nữa trân trọng kính mời toàn thể các quý vị khách quý với những ca khúc của mình, những sáng tác thật tuyệt vời về tình yêu, hãy cùng quay trở lại với sân khấu thay cho những món quà ý nghĩa để cùng dành tặng cho chú rể trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Và để liên tục chương trình, trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng trở lại với giọng ca của nữ ca sĩ xinh đẹp. Trâm Anh sẽ cùng nối tiếp chương trình. Một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa thưa quý vị.